Xoan đào là gỗ gì? Cây xoan đào còn có tên khoa học là Betula aloides. Cây thuộc họ xoan Meliaceae. Ngoài ra, cây còn được gọi là Cáng lò, Sapele, Sap Đặc điểm nhận biết cây xoan đào. Xoan đào là loại cây có thân gỗ lớn và tốc độ sinh trưởng tương đối nhanh. Chiều cao cây có thể đạt tới là 25m đến 30m. Thân cây thẳng và tròn. Đường kính thân gỗ đạt 40 đến 60cm. Vỏ cây khá nhẵn có màu cho bạc, cành non phủ đầy lông mịn toàn thân có mùi hôi nhẹ gần giống mùi bọ xít. Cành phân thành nhiều nhánh nhỏ xung quanh thân chính. Lá đơn nguyên, phiến lá dày nhưng hơi nhọn. Lá cây kép lông chim lẻ một lần, mọc cách nhau, có hình thuôn dài. Hoa mọc thành từng chùm ở nách lá. Hoa màu trắng vàng và có năm cánh phủ lông mềm. Xoan đào ra hoa vào khoảng tháng 3 đến tháng 4. Quả có hình cầu hay hình trứng, đường kính khoảng 2 cm. Quả khi chín chuyển từ màu xanh sang nâu nhạt hoặc màu vàng nâu. Hạt to, cứng và chứa nhiều dầu thơm quả chính vào tầm tháng 8 đến tháng 9. Sự phân bố của gỗ xoan đào Xoan đào có nguồn gốc từ khu vực Đông Nam Á như Lào, Campuchia, Thái Lan, Indonesia, Singapore, Malaysia. Chúng lại phân bố giải rác ở rừng thứ sinh và nguyên sinh. Ở Việt Nam, thì dòng cây gỗ này tập trung chủ yếu ở những tỉnh miền núi phía Bắc với độ cao từ 400 đến 600 mét như Lạng Sơn, Hà Giang, Quảng Ninh, Sơn La, Lai Châu, một số vùng khác của Tây Nguyên, Con Tum và Lâm Đồng nhưng nhiều nhất tại miền Đông Nam Trung Bộ như là Bình Thuận, Đồng Nai. Xoan đào thuộc nhóm nào? Trong bảng phân loại gỗ ở Việt Nam, thì gỗ xoan đào được xếp vào nhóm 6, xếp chung với các cây gỗ quy khác nhau như bứa lá thuôn, bứa nhà, chiêu liêu, cáng lò, trò nâu. Phân biệt xoan đào và xoan ta Để phân biệt xoan đào và xoan ta, ta sẽ dựa trên một số đặc điểm bên ngoài nổi bật như sau. Hạt xoan đào thông thường sẽ to hơn xoan ta thêm vào đó, xoan đào ở đầu hạt có 5 chấm phân chia đều, trong khi hạt xoan ta là có dạng muối khế và thường không có chấm ở đầu hạt nếu có thì phân chia không đều. Tán cây xoan ta khá ít nên mỏng, còn tán xoan đào rộng hơn, lá cũng lớn và dày hơn. Thân cây xoan đào thì xù xì hơn khi cây trưởng thành. Trong khi đó, xoan ta lại thường nhẵn và trơn trượt. Gỗ xoan đào có màu đỏ đậm đặc trưng, xoan ta không có. Giá trị kinh tế từ xoan đào cao hơn xoan ta từ 2 đến 5 lần. Ưu điểm của gỗ xoan đào gỗ tương đối rắn chắc và cứng. Vân gỗ đẹp, sáng màu, được xếp theo tầng lớp giống như gợn sóng. Khả năng chịu nhiệt, chịu nén và chịu nước, chịu lực rất tốt. Chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt như là nắng, gió, mưa, lạnh. Ít bị cong vênh và mối mọt, nứt nẻ theo thời gian. Nhược điểm Tâm gỗ không có khả năng kháng sâu. Hơn nữa, tâm gỗ tương đối không thấm các chất bảo quản, nhưng rát gỗ có thể thấm chất này. Nếu không được tấm sấy kỹ, gỗ dễ bị mối mọt xâm hại, gỗ có thể bị nhạt màu theo thời gian. Do đó, các sản phẩm bằng xoan đào cần phải được sơn phủ bề mặt bằng loại sơn PU giúp giữ màu và tăng độ bóng mịn cho sản phẩm. Ứng dụng. Xoan đào hiện đang là dòng chất liệu gỗ phổ thông, ứng dụng nhiều trong thiết kế nội thất như bàn ăn, giường ngủ, trần nhà, cửa, tủ kệ đựng đồ. Bàn ghế được làm từ chất liệu gỗ tự nhiên như xoan đào mang đến cảm giác sang trọng và tươi trẻ cho ngôi nhà. Nếu được đánh bóng ni hoặc sơn pu, màu gỗ sẽ rất nổi, bóng đẹp. Lục bình từ xoan đào được thiết kế từ thân cây gỗ già với màu đỏ đậm, vân gỗ khá đẹp và chắc chắn. Nhờ vậy, xoan đào được ưa chuộng để chế tác lục bình không kém gì so với sản phẩm từ gỗ hương hay gỗ cẩm. Giá của gỗ xoan đào. Thông thường, xoan đào được bán bằng hai hình thức là gỗ sấy và gỗ xẻ. Giá của chúng phụ thuộc vào độ tuổi, kích thước và cả chất lượng gỗ. Dĩ nhiên giá thành cũng thay đổi theo từng thời điểm khác nhau thậm chí với từng địa điểm khác nhau Tuy nhiên theo tham khảo mức giá ở thị trường đồ gỗ hiện tại thì gỗ sấy được bán khoảng 15 đến 20 triệu đồng trên mét khối và gỗ rẻ có giá từ 10 đến 12 triệu đồng trên mét khối